khá nhiều người bất ngờ khi Thái Lan nhập cuộc tương đối chậm và không vội dâng đội hình lên tấn công, dù đã để thua 0-1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, chính cách chơi có phần du ngủ của Voi Chiến lại khiến cho hàng thủ của Malaysia lơ là cảnh giác, để rồi liên tiếp phải đối mặt với những pha tấn công biên của Thái Lan. Sau nhiều pha hãm thành nguy hiểm, Thái Lan cuối cùng cũng đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Đăng Đa. Trước đó, đội trưởng Theratom Bumathan đã có tình huống tạt bóng không thể chính xác hơn, giúp Đăng Đa bật cao đánh đầu lái bóng về phía góc xa và không cho thủ môn Malaysia cơ hội nào để cản phá. Bàn thắng này giúp tổng tỷ số của hai lượt trận bán kết đưa về thế cân bằng. Tuy nhiên, lợi thế về mặt tâm lý thuộc về Thái Lan khi đội bóng của huấn luyện viên Poonking càng chơi càng hay. Những phút sau đó của hiệp 1, Voi Chiến hoàn toàn áp đảo đối thủ trong khi Malaysia cũng hoàn toàn nhường thế trận cho chủ nhà. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 55 của hiệp 2, Thái Lan mới có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đường nhả bóng về tuyến hai quá vừa tầm của Ekanit Pania giúp cho Bodin Phala dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đây là tình huống hàng thủ của Malaysia thi đấu quá thiếu tập trung. Malaysia sau đó buộc phải vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại không thể chống phản công. Phút 70, Adisak Raison chọn vị trí thông minh để dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 và đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả của trận đấu. Như vậy, Thái Lan sẽ là đối thủ của Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022 khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-1.